Linh mục nhạc sĩ Hoài Đức, tức cha Hứa Du Xe Lý Đức Triệu, là một tên tuổi lớn và là một trong những người tiên phong viết thánh ca Việt Nam. Những bài hát do Hoài Đức sáng tác hầu như đã đi vào linh hồn của người Công giáo Việt Nam. Có lẽ có một tín ngưỡng Công giáo nào mà lại không bốc máy trên môi hay chưa từng thưởng thức các bài thánh ca bất hủ như Hùng Vĩ Bê Leo, Mùa Đông Năm Ấy, Dân Mẹ. Đặc biệt là bài nhạc Ca Cung Lên đã đưa tên tuổi Hoài Đức đến gần với người Công giáo. Nếu như bên Âu Mỹ có các ca khúc bất tử về Giáng sinh như Jingle Bell, Silent Night, thì ở Việt Nam chúng ta có Đêm Đông của Hải Linh, có Ca Cung Lên của Hoài Đức vẫn còn sống mãi trong lòng người. Ba vua Alex Lê, Đàm Tăng Trong Bụi sẽ cùng với không phải ba hoàng hậu mà là Tứ Quý, Hồng Quế, Kim Liên, Mỹ Y và Ngọc Trâm một lần nữa trở lại để hợp thành một tiết mục đặc sắc Thất Ca và trình bày nhạc phẩm Cao Cung Lên Sau Đây. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.